Số lượng nghệ sĩ vượt biên sau năm 1975 không thiếu, nhưng vượt biên một cách đam mê và bền bỉ như những cái tên sau thì phải nói là cực kỳ hiếm. Có những cái tên vẫn quyết ra đi dù rằng đã yên bề gia thất, cho thấy được ý muốn của họ lớn đến cỡ nào. Tổng số lần vượt biên thất bại của họ phải lên đến hơn 40 lần. Liệu sau khi được như ý nguyện, cuộc sống của họ có thuận buồm xuôi gió hay lại rơi vào những tấn bi kịch khác? Hôm nay hãy cùng kênh tìm hiểu nhé! 1. Thanh Lan. Nữ ca sĩ Thanh Lan với vẻ ngoài yếu đuối mỏng manh nhưng ít ai biết cô đã 7 lần vượt biên thất bại nhưng vẫn không bỏ cuộc. Điều này đã dẫn đến bi kịch cô không thể gặp được cha trước khi cha già qua đời. Sự cứng cỏi trong tính cách dường như cũng là một may mắn giúp nữ ca sĩ vượt qua những đau khổ trong cuộc đời và những mối tình đầy trắc trở sau này. Ca sĩ Thanh Lan tên thật là Phạm Thái Thanh Lan. Cô sinh ra tại thành phố Vinh, Nghệ An vào năm 1948. Nữ ca sĩ đã sớm bộc lộ tài năng âm nhạc và được đào tạo bài bản từ nhỏ. Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát khi còn là nữ sinh trường trung học Marie Curie. Với những lần xuất hiện trên đài phát thanh, vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ và giọng hát ngọt ngào, đầy cảm xúc đã giúp Thanh Lan nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ được yêu mến nhất của Sài Gòn những năm 1960. Cuộc đời của Thanh Lan luôn gắn liền với những tin đồn tình ái đầy bí mật. Đầu tiên phải kể đến cuộc hôn nhân ngắn ngủi với doanh nhân Dũng, một người đàn ông gốc Long Biên. Mối tình kết thúc một cách hòa bình nhưng lại tạo ra rất nhiều tin đồn xoay quanh, đặc biệt là việc Thanh Lan bị đánh ghen. Câu chuyện tình chấn động thứ hai phải kể đến scandal đánh ghen nổi tiếng liên quan đến nam diễn viên Đơn Dương. Khi vợ của Đơn Dương bất ngờ xuất hiện trên trường quay phim bài hát đầu chỉ là nốt nhạc để đối chất với Thanh Lan, vì nghi ngờ cô có quan hệ tình cảm với chồng mình. Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong giới giải trí khiến dư luận sục sôi. Tuy nhiên, sau khi gặp mặt, vợ Đơn Dương đã bỏ qua mọi chuyện và không có sự việc nào nghiêm trọng xảy ra. Thanh Lan đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến scandal này, khẳng định rằng đó chỉ là những hiểu lầm không đáng có. Thêm một cái tên nghệ sĩ được đồn thổi nhiều nhất với nữ ca sĩ là với ca nhạc sĩ Nhật Trường. Hai người họ không ít lần bị đồn đoán có mối tình bí mật kéo dài nhiều năm, mặc dù cả hai luôn giữ kín và không công khai thừa nhận bất cứ điều gì. Một số báo chí còn cho rằng Thanh Lan và Nhật Trường từng sống chung một thời gian, nhưng không có bằng chứng xác thực nào được công bố. Đến nay đây vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất trong sự nghiệp của cô. Ngoài Nhật Trường, Thanh Lan cũng vướng vào nhiều tin đồn tình cảm với các nhạc sĩ nổi tiếng khác, trong đó có Trầm Tử Thiên. Vì Thanh Lan luôn giữ kín đời sống riêng tư khiến cho những tin đồn xung quanh cô ngày càng lan rộng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chính những lời đồn này đã góp phần làm tăng thêm sự chú ý đối với cô trong suốt nhiều năm. Năm 1993, do bế tắc và không muốn lay lắt với nghiệp diễn, không có công việc ổn định, Thanh Lan thấy rằng những người xung quanh có rất nhiều người muốn ra đi tìm con đường riêng, cô cũng không ngoại lệ. Sự thật là Thanh Lan đã vượt biên đến 7 lần. Với cái tính làm gì cũng phải làm được thì lần đầu không được, Thanh Lan làm đến lần thứ 7. Nhiều khi cô còn không nhớ rõ con số chính xác cũng nên. Đến cái lần thành công sang Mỹ, Thanh Lan may mắn nói rằng nhờ trời thương nên có nhiều người giúp viết cam kết và chăm sóc, không phải lao động quá nhiều khi mới sang. Nữ nghệ sĩ sang Mỹ lần đầu nhờ đi đóng phim, được người ta mời sang đó. Ban đầu Thanh Lan cũng không tính ở đó luôn, vì cha thì già, mà con gái 10 tuổi còn ở Việt Nam mà cô lại là nguồn lao động chính của cả nhà. Sau nhiều lần đắn đo, Thanh Lan vẫn quyết định phỏng vấn xin ở lại Mỹ với sở tị nạn, để sau này tìm cách hợp pháp đưa người nhà sang Mỹ. Phỏng vấn xong cô đậu ngay, nhưng cũng chính vì lần sang Mỹ đó đã để lại cho Thanh Lan niềm hối tiếc suốt cuộc đời. Lúc nữ ca sĩ bay sang Thái Lan để xin visa qua Mỹ đóng phim, chính bố cô đã tận tay đưa cô ra phi trường. Nhưng ai ngờ đâu cuộc gặp đó là lần ly biệt cuối cùng. Nhớ đến khoảnh khắc đó, một người trải qua nhiều sóng gió như nữ nghệ sĩ cũng không kìm được sự xúc động. Cô rưng rưng nói khi đó, ngày bố đưa đi thì nhìn mặt nhau, nhưng đến khi Thanh Lan về nước thì bố cô đã mất, chỉ còn lại đống tro tàn hiu quạnh. Khi hay tin bố qua đời, Thanh Lan cũng chẳng thể nào về đưa tiễn do cô lúc đó không có thẻ xanh. Khác với nhiều nghệ sĩ cùng thời, Thanh Lan về nước rất muộn. Năm 2017 là lần đầu tiên nữ nghệ sĩ đặt chân về lại đất mẹ. 2. Tài tử Trần Quang. Tài tử Trần Quang với ngoại hình điển trai, phong trần và lối diễn xuất tài tình là một trong những nam tài tử được yêu thích nhất của điện ảnh Việt Nam.
Ông nổi tiếng với những vai diễn giang hồ trong các bộ phim Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang, Điệu Ru Nước Mắt và Long Hổ Sát Đấu. Sự nghiệp của ông từng rực rỡ với những vai diễn để đời, những giải thưởng danh giá và những cuộc tình đầy lãng mạn. Tuy nhiên, quyết định vượt biên của ông đã khiến cuộc đời ông trải qua những biến cố đầy gian khổ và đầy rẫy những thử thách. Sinh năm 1942 tại Lào, Trần Quang được biết đến là một người gốc Bắc. Ông nội của ông là một nhà nho uyên thâm, còn cha của ông là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Vì vậy, Trần Quang được giáo dục kỹ lưỡng và nói tốt cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Dù bị bố phản đối, nhưng Trần Quang vẫn quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật và ông đã đỗ thủ khoa Trường Quốc gia Âm nhạc Kịch nghệ Sài Gòn năm 1963. Sau khi tốt nghiệp, ông từng thử sức với vai trò diễn viên kịch nói, nhưng thực sự tạo được dấu ấn khi chuyển sang đóng phim. Trần Quang nhanh chóng trở thành một tài tử đắt giá, xuất hiện liên tục trong khoảng 20 bộ phim cho đến khi điện ảnh miền Nam chấm dứt. Ông được so sánh với ngôi sao Clark Gable của điện ảnh Mỹ và luôn có những mỹ nhân vây quanh. Những vai diễn ấn tượng của ông trong các bộ phim Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang, Điệu Ru Nước Mắt, Long Hổ Sát Đấu, Hải Vụ 709 đã góp phần đưa ông lên hàng ngũ những tài tử hàng đầu của điện ảnh Việt Nam. Sau năm 1975, nghệ sĩ Trần Quang đã từ đỉnh cao danh vọng bị một cơn lốc hất xuống vực thẳm. Nên điện ảnh chế độ cũ sụp đổ, ông cũng như những nghệ sĩ khác phải tạm gác đam mê, mưu sinh bằng những nghề khác. Từng quen sống trong nhung lụa, nay họ đối mặt với thực tại bằng nhiều nghề khác nhau khiến không ít người chán nản. Họ chỉ có thể tụ họp thành một nhóm, thành lập đoàn ca nhạc kịch quê hương do Duy Khánh và Châu Cường dẫn dắt. Mức thù lao chỉ là những đồng tiền bèo bọt, nhưng họ vẫn miệt mài mang tiếng hát đến với bà con. Ông đã thất bại đến 32 lần, bị bắt lại 8 lần và giam giữ 7 lần. Những lần vượt biên bất thành khiến cuộc sống của ông trở nên bấp bênh. Những năm tháng đó đã để lại những ám ảnh trong tâm trí ông. Sau cùng, vì không thành công, Trần Quang quyết định từ bỏ mộng vượt biên, ở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Mãi đến năm 1992, Trần Quang mới có cơ hội sang Mỹ theo diễn đoàn tụ gia đình. Tại đây, ông tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật bằng cách tham gia diễn kịch và làm người dẫn chương trình. Dù không còn hoạt động rầm rộ như trước đây, nhưng Trần Quang vẫn giữ được phong thái lịch lãm và tài năng diễn xuất của mình. 3. Băng Châu. Ca sĩ Băng Châu với chất giọng ngọt ngào được yêu mến với các ca khúc Qua Cơn Mê, Nhớ Nhau Hoài. Sự nghiệp của cô từng rực rỡ với những bản tình ca buồn lãng mạn và những vai diễn ấn tượng trong các bộ phim Trần Thị Diễm Châu. Tuy nhiên, cuộc đời của Băng Châu cũng không tránh khỏi những biến cố do chính lựa chọn của mình. Băng Châu có tên thật là Nguyễn Thị Xuân Mai. Cô sinh năm 1950 ở Trà Ôn, Cần Thơ. Cô yêu thích văn chương và tự đặt nghệ danh Băng Châu với ý nghĩa viên ngọc lạnh. Năm 1969, nữ ca sĩ đã quyết định lên Sài Gòn và gặp nhạc sĩ Duy Khánh. Ông sau này giúp cô khẳng định tên tuổi trong làng nhạc Sài Gòn. Ca khúc Qua Cơn Mê đã đưa tên tuổi của cô lên hàng ngôi sao. Băng Châu còn tham gia điện ảnh với vai diễn nổi bật với vai diễn trong phim Trần Thị Diễm Châu. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Băng Châu không di tản mà ở lại Việt Nam. Cô kết hôn và có một con gái ở đây nên ai cũng tưởng cô đã yên bề gia thất. Nào ngờ dù đã có gia đình, Băng Châu vẫn quyết định vượt biên sang Hoa Kỳ năm 1978. Tại Mỹ, cô không hề có cuộc sống tốt mà phải trải qua 10 tháng sống trong trại tị nạn trước khi định cư tại California. Băng Châu đã theo học ngành điện toán nhưng sau đó quay lại ca hát, hợp tác với nhiều trung tâm âm nhạc ở hải ngoại. Nhưng dù sao, ở hiện tại, nữ ca sĩ vẫn có cuộc sống hạnh phúc bên hai con, vẫn giữ lòng hướng về quê hương và thường xuyên về thăm Việt Nam. Khán giả trong nước luôn chờ đón cô trở về và cân nhắc việc hồi hương để tiếp tục sự nghiệp âm nhạc tại quê nhà. Nếu quý vị khán giả cũng yêu thích ba nghệ sĩ và câu chuyện trên, hãy để lại bình luận cho kênh biết nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.